Mình đang chuẩn bị chạy lên cầu Hạnh Hội đoạn qua Tân Uyên nha, qua cù lao rùa Tân Uyên. Cù lao rùa tên chính thức của nó là cù lao Hạnh Hội. Chuẩn bị lên cầu Hạnh Hội để qua cù lao rùa. Cù lao rùa này là ở Tân Uyên Bình Dương nha, chứ không phải cù lao rùa ở dưới Tiền Giang. Cù lao rùa hay cái tên của nó là cù lao Hạnh Hội nha, tại vì nó là xã Hạnh Hội, nay thuộc huyện Tân Uyên của Bình Dương. Hồi trước kia nó là của Biên Hòa đó, Biên Hòa Đồng Nai. Tại vì đất Đồng Nai có đủ long lăng quy phụng là núi Bửu Long đó, rồi cồn rùa nè. Gần đây cái này là một cái nhánh sông Đồng Nai nha. Một cái nhánh sông Đồng Nai nó chảy đến đây, nó đến chảy đến đây thì nó tách ra làm hai, nó tạo lên cái cù lao, thì đó là cái cù lao rùa đó. Hồi xưa là trước năm 2009 thì chưa có cái cầu Hạnh Hội đây. Muốn qua đây là đi toàn là đi đò, cơ mà đi đò nhỏ không, không có phà luôn, đò nhỏ không à. Rồi từ cù lao Hạnh Hội này qua bên Bửu Long Biên Hòa được chơi, cũng đi đò luôn. Cho nên hầu như là trước đó là cái cù lao này nó biệt lập, vắng lắm, ít người đó, kinh tế cũng không phát triển nữa. Dùng đất này là thuần nông mà, giống như là biệt lập vậy, là nó quan sơ biệt lập, là nó giống như là nó chưa phát triển ấy. Thì từ khi mà năm 2009 đến nay nó bắt cầu này thì bắt đầu nó phát triển lên, giao thương rồi nó thuận lợi hơn. Biển chạm nó để là thành phố Tân Uyên, xã Thành Hội đạt chuẩn nông thôn mới. Không, xã Thành Hội nè, cù lao rùa nè. Tại nhìn từ trên cao nhìn xuống cái gò đất, cái cù lao này nó giống hình con rùa, nó giống hình con rùa, cho nên đặt là cù lao rùa. Hồi xưa nữa, trước nữa, hầu cái thời mà 300 năm trước thì nó là Quốc Long của Biên Hòa. Rồi sau này nè giao về cho Bình Dương, nó thuộc huyện Tân Uyên của Bình Dương. Bây giờ tên chính thức của nó là xã Hạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cũng là dân Bình Dương mà đi ngang đi qua cái khu Tân Uyên Tân Ba với đây là biết bao nhiêu lần, mà đây là lần đầu tiên đi vô đi qua cù lao Hạnh Hội nha. Hồi đó đi đò cũng không có việc gì cho nên không qua đây, biết ở đây thôi, vậy giờ đi luôn à, đi lên Tân Ba rồi đi lên Tân Uyên luôn à, không có qua đây, cho nên nó giống như biệt lập vậy. Nay đi thử, nay mới là lần đầu tiên đi thử nè. Đường nông thôn mới cũng vắng, cũng đẹp ghê chứ. Và cái cảm nhận đầu tiên là ở bên đây ít xe lớn nha, ít xe tải, ít xe bốn bánh rồi. Chủ yếu nãy giờ chạy thấy xe gắn máy không à, không biết người ta có cắm xe lớn qua đây không. Hồi nãy không để ý cái bảng thử người ta có cắm xe lớn qua đây không, mà không thấy. Mấy con đường rẻ rẻ này nè, bến đò Nhật Thạnh nè, mấy con đường rẻ rẻ này là chủ yếu chạy vòng quanh đảo thôi, mà nói dễ hiểu là vòng quanh đảo, vòng quanh cù lao rùa thôi, cho nên không bao giờ đi lạc ở đây, chạy vòng vòng nó cũng ra. Ở đây thành nhiều xuống bến đò không ơi, thì đừng xuống bến đò, đúng rồi, đừng xuống bến đò.
Đừng xuống bên đò, đừng xuống bên đò. Đó, cái đò bên kia nó đang qua đó. Đó là đi qua bên ngoài. Chạy ngược lại. Đây là đường xuống bến đò. Chạy ngược lại này, này nó vẫn sáng cái đẹp nè. Những hồi không hai. Mới mấy cái két trên sông á. Tân Hội, cán bộ nhân dân ấp Tân Hội quý vị dựng ấp văn hóa sáng xanh sạch đẹp. Ở đằng sau cái dãy nhà này nè, ở bên tay phải hướng mình đang chạy là sông Đồng Nai. Sông Đồng Nai nó tới đây nó chia ra hai nhánh, nó vẫn là sông Đồng Nai nhưng mà nó làm hai nhánh. Nhánh bên này nè, nhánh bên tay, nhánh bên trái, cho nên là nó mình đang chạy ở trên giữa cái cù lao nè. Cái cảm nhận đây là thấy yên bình quá, buổi sáng yên bình quá, yên tĩnh quá. Đó, sông Đồng Nai nha. Đây mát lắm nè. Hai bên là sông, bên phải bên trái giờ cũng là sông, cây đồ nhiều mà xe cộ đồ ít đó. Cho nên không khí ở đây trong lành lắm. Thì có cái chùa gì ta, chùa Long Thắng. Đây vẫn còn nhìn thấy đồng ruộng mênh mông bao la giống y như dưới miền Tây ha. Cái cảm giác giống kỳ đi về Gò Công á. Mới mưa mấy cây và nước không, nước cái ruộng xanh sắc đó nè. Cảm giác yên bình quá mà không khí nó mát trong lành á. Có nè, lâu lâu có xe du lịch nè. Nè, cầm ruộng vẫn còn nhiều lắm.